16 điều chân thực đáng quý trong cuộc đời. Nguyên tắc vàng giúp bạn bình an. Kính thưa quý vị, dù không có đường tắt để sống một cuộc đời có ý nghĩa và hạnh phúc, thế nhưng có những nguyên tắc vàng có thể giúp bạn tìm được niềm vui trong cuộc sống. Cùng tìm hiểu 16 nguyên tắc vàng giúp bạn có được cuộc sống hạnh phúc, bình yên và ý nghĩa hơn dưới đây. 1. Biết điều gì khiến bạn hạnh phúc? Để sống một cuộc đời có ý nghĩa và hạnh phúc hơn, điều đầu tiên và quan trọng nhất là biết và làm những điều khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc. Bởi khi làm điều bạn cảm thấy phấn chấn, bạn sẽ làm điều đó hết mình. Bạn nỗ lực hết sức mình và điều này sẽ dẫn tới thành công. Uổng phí thời gian dài quý báu để làm việc bạn không thích không phải là một quyết định khôn ngoan. Hãy tìm ra điều khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc và cố gắng biến nó thành chuyên môn của bạn. 2. Mỉm cười và cười thường xuyên hơn. Bạn sẽ không thể hạnh phúc nếu không cố gắng mỉm cười. Để mỉm cười, bạn không phải tìm kiếm điều gì đó quá hài hước. Thực tế, hãy mỉm cười vì cuộc đời mang lại một ngày mới và một cơ hội để làm cho cuộc sống của bạn trở nên đáng sống. Hãy mỉm cười với trẻ em ở trên phố hay khi một người phục vụ mang đồ tới cho bạn tại nhà hàng. Khi mỉm cười, bạn sẽ thấy bản thân không còn những điều tiêu cực. 3. Biết đồng cảm. Đồng cảm là điều mà chúng ta cần phải nuôi dưỡng trong bản thân mỗi người. Khi đồng cảm với người khác, bạn có thể hiểu được nỗi đau của họ và giúp cuộc sống của họ tốt hơn. Ngoài ra, đồng cảm với người khác sẽ giúp bạn sống một cuộc đời bình yên và có ý nghĩa. Bạn sẽ thấy hạnh phúc khi giúp đỡ người khác. 4. Bỏ qua nỗi sợ hãi bị phán xét. Khi làm những điều tốt cho bản thân và không làm tổn thương bất cứ ai, thì bạn không cần phải lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình. Bạn không phải làm vừa lòng tất cả mọi người. Hãy kiên định với những gì bạn làm thay vì sợ hãi bị phán xét. 5. Đầu tư thời gian và cảm xúc cho những mối quan hệ quan trọng. Không gì là sai khi tương tác và phát triển mối quan hệ với người khác. Tuy nhiên, bạn phải hiểu rằng hạnh phúc và tình bạn sẽ luôn song hành với nhau. Nếu ai đó không tạo động lực giúp bạn đạt được các mục tiêu và mang tới những thay đổi tích cực, thì không có lý do gì để bạn dành thời gian và cảm xúc cho người đó. Bởi vì bạn có thể cảm thấy cô đơn ngay cả khi xung quanh có nhiều người. 6. Hãy là chính mình. Cố gắng trở thành ai đó để khiến mọi người quanh bạn thấy vui chính là đang hành hạ bản thân. Thay vì trở thành bản sao của ai đó, hãy thể hiện sự sáng tạo của bạn và là chính bạn. Mỗi người chỉ có một cuộc đời và do đó đừng sống một cuộc sống buồn chán bằng cách cố gắng làm vừa lòng người khác. Thay vào đó, chấp nhận khuyết điểm của bản thân và cải thiện bản thân mỗi ngày. 7. Cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Có một danh ngôn nổi tiếng là làm không chơi, đánh rơi tuổi trẻ. Điều này thực sự đúng đắn bởi vì chúng ta làm việc để sống, nhưng không bao giờ sống chỉ để làm việc. Công việc rõ ràng chiếm hầu hết thời gian của chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên làm việc cả ngày. Bạn cần dành thời gian cho những sở thích, mối quan tâm của bạn cũng như cho người thân. Yêu bản thân chưa bao giờ là xấu. Bởi vậy nên hãy tự hỏi bản thân liệu bạn có đang dành đủ thời gian cho những sở thích của mình và cố gắng giữ cho bản thân khỏe mạnh, và liệu bạn có đang dành thời gian ở bên gia đình, bạn bè hay không. 8. Tự thưởng cho bản thân vì những thành tích nhỏ. Ngay cả khi cuộc sống để thăng trầm đi nữa thì vẫn có những thành tích nhỏ trong thời điểm khó khăn. Bạn không được lãng quên những thành tích này mà cần ca ngợi những chiến công nhỏ. Chẳng hạn, bạn có thể ca ngợi bản thân vì dậy sớm vào buổi sáng, vì bạn tới phòng tập gym, hoặc vì bạn đã giải được bài tập môn toán đã trì hoãn từ lâu. 9. Tránh đổ lỗi.
đổ lỗi và tìm lỗi sai ở người khác là điều dễ dàng nhất mà ai cũng có thể làm. Tuy nhiên thì chúng ta lại khó tìm ra chính lỗi lầm của mình, hay chịu trách nhiệm về những gì bạn làm. Nếu bạn nghĩ ai đó cần chịu trách nhiệm cho những đau khổ bạn đang đối mặt ở hiện tại, thì cần hiểu rằng đó cũng là do lựa chọn của bạn. Chẳng hạn, bạn đang bị đối xử tệ bởi đó là vì bạn chọn chấp nhận lối cư xử tệ của người khác. Trước khi bạn đổ lỗi cho ai đó, hãy phân tích xem khi có những việc không như là mong muốn xảy ra, liệu bạn có bảo vệ bản thân ngay từ đầu hay không? Hãy chịu trách nhiệm vì bất cứ điều gì bạn làm. Đổ lỗi cho người khác vì những thứ không diễn ra như bạn mong đợi không bao giờ là việc làm khôn ngoan. 10. Học hỏi từ những sai lầm. Ai cũng có những điểm không hoàn hảo, nên chúng ta cần thừa nhận sai lầm của mình. Tuy nhiên, điều mà khó có thể chấp nhận được là không học hỏi từ những sai lầm đó. Bạn không cần phải cố gắng để trở thành một người hoàn hảo hay hối tiếc về những gì đã làm. Thay vào đó, hãy học hỏi từ những sai lầm và đối mặt với cuộc sống. 11. Tiêu tiền một cách khôn ngoan. Rõ ràng, nhiều người tin rằng càng có nhiều tiền, cuộc sống trở nên dễ dàng và thoải mái. Nhưng cách bạn tiêu số tiền mà bạn đã vất vả làm ra cũng sẽ quyết định liệu rằng bạn có sống một cuộc đời hạnh phúc và bình yên hay không. Tiêu tiền vào những thứ không cần thiết sẽ mang lại đau khổ. Thay vì chi tiêu tiền cho những niềm vui về vật chất, hãy cố gắng chi tiêu tiền vào việc khám phá thế giới, làm từ thiện hay những việc tử tế khác. 12. Tránh so sánh bản thân với người khác. Không ai giống ai, nên do đó, so sánh bản thân với người khác là khập khiễng. Thực tế, bạn không nên so sánh của cải của bản thân với những người khác. Nhờ sự phổ biến ngày càng gia tăng của mạng xã hội, bạn có thể cảm thấy kém cỏi khi nhìn thấy những bức ảnh hay là nơi ở của người khác, nhưng cần hiểu rằng không phải mọi thứ bạn nhìn thấy đều đúng như vậy. Hãy học cách hạnh phúc và thỏa mãn với bất cứ những gì bạn có. 13. Thiết lập các mục tiêu nhỏ mỗi ngày. Mỗi người có những mục tiêu khác nhau để phấn đấu trong cuộc sống của mình. Cách tốt nhất để đạt được mục tiêu đó là lập ra các mục tiêu nhỏ mỗi ngày. Bạn có thể lập ra ít nhất 2 tới 3 mục tiêu trong ngày và cố gắng hoàn thành chúng. Chẳng hạn, bạn có thể đặt ra mục tiêu thức dậy sớm vào buổi sáng, uống từ 8 tới 9 cốc nước một ngày và kiểm soát cơn giận dữ. Khi bạn hoàn thành những mục tiêu này hàng ngày, thì bạn có thể đạt được những mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống. 14. Thể hiện sự biết ơn. Thể hiện sự biết ơn với ai đó luôn là điều tuyệt vời. Có thể bạn không nhận ra, nhưng khi bạn biết ơn người phục vụ hay người giúp đỡ bạn, điều này có thể mang lại sự kỳ diệu cho cuộc sống của bạn. Hơn nữa, lòng biết ơn cũng phản chiếu tính cách của bạn. Dù lòng biết ơn là thứ không thể sở thấy được, nhưng nó có thể mang lại nụ cười trên gương mặt của người khác và mang lại cho bạn sự tôn trọng từ phía mọi người. 15. Tin vào khả năng của bản thân. Tin vào khả năng của bạn đặc biệt quan trọng. Nếu không tin vào khả năng của bản thân, thì sẽ không ai tin tưởng bạn. Mọi người có thể nghĩ bạn là một người không có năng lực. Có lúc, rõ ràng bạn cảm thấy không thể hoàn thành công việc hoặc là một việc nào đó vì nó quá khó. Tuy nhiên, không tin vào khả năng của bản thân và từ bỏ một cách dễ dàng, trên thực tế sẽ khiến cho bạn không thể làm được những việc này. 16. Cho đi nhiều hơn, mong đợi ít hơn. Giúp đỡ người khác là tốt, nhưng mong chờ nhận lại điều gì từ việc đó thì không phải là nên làm. Ban đầu, bạn làm việc tốt vì nghĩ rằng nó sẽ mang lại điều gì đó cho bạn, nhưng điều này có thể không như bạn mong muốn về lâu dài. Khi mong đợi ở người khác ít hơn, thì khả năng bị người khác làm tổn thương sẽ ít nhất. Do đó, cho đi nhiều hơn và mong đợi ở người khác ít hơn sẽ giúp bạn
sống một đời bình yên.